Đội thi tiếp theo là khoa ngôn ngữ và văn hóa quốc tế. Đây là một đội thi tích cực tham gia các sân chơi văn hóa nghệ thuật của nhà UES, là sự kết hợp hài hòa giữa những động tác và nền nhạc sôi động, cũng là thế mạnh của khoa ngôn ngữ và văn hóa quốc tế.